mọi người, quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Thì Nhật Bản luôn là một đất nước khiến anh em tò mò và khám phá khá là nhiều. Và theo mình biết thì hầu như ai cũng có mơ ước cưới được một cô vợ Nhật. Ừ thì vợ nào cũng là vợ, bình thường thì anh em sẽ phải bỏ ra đến hàng trăm triệu đi đón dâu. Thế nhưng bây giờ anh em chỉ cần bỏ ra hơn 20 triệu đồng thôi, đã có ngay một người bạn đồng hành siêu bền, vừa ngon vừa đẹp lại còn không lo bỏ chúng ta đi mất. Thì Fujitsu Livebook E5511 với hai phiên bản ở đây thì sẽ là nhân vật chính mà mình đang nhắc đến. Và cùng bắt đầu vào video xem hai mẫu E5511 này có gì nhá. Thì là một mẫu laptop đến từ Nhật Bản, mà Nhật thì luôn nổi tiếng và cực kỳ tự hào với các sản phẩm làm ra mang chất lượng tốt này, độ bền cao, tính ứng dụng thực tế và thiết kế tiện lợi thông minh. Thì ở đây mình đang có hai kích thước của E5511, bên này thì sẽ là 14 inch và bên này thì sẽ là 15,6 inch. Về thiết kế thì hai mẫu này giống y hệt nhau, vẻ bề ngoài khá là sang trọng và lịch sự với màu đen nhám bao phủ toàn bộ máy và logo Fujitsu ở chính giữa. Thì với bề mặt này thì hơi bám vân tay một chút, tuy nhiên thì vì lớp vỏ đen nhám nên là các bạn cũng sẽ không lo là nhìn rõ lắm và việc lau chùi vệ sinh máy cũng khá là dễ dàng. Thì được làm từ hợp kim nhôm, thế nên là Fujitsu luôn có một độ bền nhất định. Về chất lượng hoàn thiện và tổng thể máy khá là chắc chắn, các bạn sẽ không thấy hiện tượng rung lắc hay là flex một chút nào cả, kể cả khi ấn vào khung máy này hay là rung lắc phần màn hình như thế này. Phần bản lề thì sẽ trải dài theo dọc khung máy, và phần bản lề này thì các bạn phải mở bằng hai tay và có thể mở ra được là một góc 180 độ, thì hướng đến đối tượng là doanh nhân, dân văn phòng. Vì thế việc bản lề có thể mở được 180 độ này sẽ giúp ích khá là nhiều trong việc trao đổi thông tin này, đàm phán và trình bày ý tưởng của mình đối với đối tác. Về độ bền thì rất ít khi phải bàn cãi, tuy nhiên thì bù lại đối với một mẫu laptop Ultrabook thì E5511 lại hơi nặng một chút, với cân nặng của 14 inch là vào khoảng 1,79 kg và 15,6 inch là 2,04 kg. Mặc dù vậy thì đây vẫn là mức cân nặng mà các bạn vẫn có thể dễ dàng mang theo di chuyển để có thể phục vụ nhu cầu làm việc của mình. Về màn hình thì cả hai mẫu E5511 này cũng đều như nhau, chỉ khác mỗi về kích thước. Về màn hình hai bên mỏng này, cạnh trên hơi dày một chút vì chứa webcam, cạnh dưới thì cũng hơi dày một chút thì để có thể chứa được logo của Fujitsu. Thì hướng đến đối tượng là doanh nhân, thế nên là mức độ bảo mật thông tin của Fujitsu lúc nào cũng được đặt lên hàng đầu. Và để bảo đảm quyền riêng tư này, hệ thống webcam sẽ được trang bị cần gạt che lại vào những lúc các bạn không sử dụng đến, với tên gọi là webcam shutter. Thì ngoài ra camera còn tích hợp cả Windows Hello giúp mở khóa bằng khuôn mặt nhanh chóng và tiết kiệm thời gian mở máy của các bạn. Màn hình sẽ là tấm nền HD cộng với cả công nghệ là anti-glare cho khả năng chống chói. Các bạn có thể thoải mái nhìn màn hình ở nơi có ánh sáng ngoài trời nhưng mà vẫn đảm bảo được màn hình và hình ảnh luôn sắc nét, thể hiện một cách chính xác và đẹp mắt nhất. Cấu hình thì cũng giống nhau luôn, khi mà cả hai đều sở hữu Intel thế hệ thứ 11 mới nhất, Core i5-1135G7, RAM 4GB, 256GB SSD và đồ họa tích hợp là Iris Xe Graphics. Thì đây là một mức cấu hình vừa đủ để làm việc văn phòng này, lưu trữ dữ liệu và giải trí bằng cách là nghe nhạc, xem phim. Thì với đồ họa tích hợp sẽ làm cho các tác vụ văn phòng của các bạn nhanh hơn, cho máy hiệu suất làm việc cao hơn, chất lượng hiển thị hình ảnh cũng ổn hơn rất là nhiều. Xuống dưới phần bàn phím thì chúng ta sẽ có hành trình phím sâu, gõ văn bản cực kỳ thích, khoảng cách giữa các phím hợp lý, cho dù bấm lâu cũng không hề có cảm giác mỏi tay hay là khó chịu. Thì mình đã ngồi làm cái kịch bản mình đang nói này ở trên chiếc máy này luôn, và bình thường thì kịch bản của mình sẽ rơi vào khoảng tầm 1.000 từ, gõ liên tục và không hề cảm thấy mỏi hay là khó chịu một chút nào cả. Và điểm khác biệt duy nhất ở giữa hai chiếc bàn phím này chính là ở bản 15,6 inch thì sẽ có thêm cụm phím số để cho các bạn phục vụ nhu cầu nhập dữ liệu một cách nhanh chóng hơn. Phần touchpad thì sẽ zin mượt này, cảm giác tracking tốt, phút chạm 2 hay 3 ngón đều phản hồi rất là nhanh. Chuột trái và chuột phải thì đều được chia ra giúp người dùng dễ ấn hơn và không lo bị bấm nhầm. Cổng kết nối thì của cả hai đều cực kỳ đầy đủ, khi mà Fujitsu kết hợp cả VGA lẫn cả USB Type-C. Phải nói là có rất là ít các mẫu laptop mới hiện nay trang bị cổng VGA. Điều này thì phải kể đến đó chính là Fujitsu cực kỳ quan tâm đến trải nghiệm của người dùng. Nếu mà là doanh nhân phải đi trình chiếu nhiều này thì bình thường cổng HDMI sẽ là đủ. Nhưng mà nếu lỡ như hệ thống máy chiếu sử dụng thiết bị cũ thì cổng VGA vẫn sẽ giúp ích cho các bạn rất là nhiều. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm hai cổng USB Type-A này, một cổng mạng LAN RJ45, một cổng HDMI và một jack audio combo. Và ở phiên bản 15,6 inch thì các bạn sẽ có thêm một cổng DisplayPort cắm ra màn hình rời, phục vụ thêm cho các nhu cầu làm việc.
Và thời lượng pin của cả hai thì đều là 4 cell 50W, đủ cho một ngày dài làm việc. Và có một điểm đặc biệt là phần pin có thể tháo rời để thay thế phòng trường hợp là các bạn hết pin nhưng mà không mang sạc. Đặc biệt, các gói quà tặng dành cho khách hàng khi mua hàng trước ngày 30 tháng 6 trị giá 3.880.000 đồng sẽ bao gồm pin sạc dự phòng, máy in đa chức năng của HP. Thêm vào đó thì quà tặng đi kèm khi mua laptop của Fujitsu trị giá 1 triệu đồng sẽ bao gồm ba lô, chuột máy tính không dây, tặng túi chống sốc để tản nhiệt, bàn di chuyển và bộ vệ sinh laptop. Cuối cùng thì nếu như là các bạn sẽ chọn phiên bản 14 inch hay là 15,6 inch, bình luận ở dưới cho mình biết nhé. Cũng như là đường link sản phẩm và các chương trình khuyến mại khác mình cũng sẽ để ngay phần mô tả luôn. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.